Rồi nha, bắt đầu mình sẽ ra vườn nhà mình sẽ nhổ khoai mì để nấu kẹo khoai mì nha mọi người. Mọi người theo mình nhổ khoai mì nha. Đây, bữa nay mình chuẩn bị cái rổ nè, rổ cái dao luôn, mình chặt củ khoai mì nha mọi người. Nấu chè khoai mì bột bán bột khoai nha. Đây, quay đây nè. Các bạn thấy củ nó nứt đất không? Trời. Lớt. Không được. Đứng cứ bay lên nè, được. Cứng lắm. Ôi. Cứng không mọi người ơi. Không lên đâu. Đặt cái này. Bắt đầu mình sẽ đi lấy cái len qua. Nặng lắm. Mọi người ơi. Mì. Mình nhỏ không nổi mọi người ơi, bắt đầu mình sẽ tưới nước cho nó mềm và mình lấy cái len là mình đạo nha. Chứ nó rất là cụ rất là nhiều luôn. Nè các bạn thấy không? Bạn thấy đường nứt đất đất không? Cụ nó chạy theo đường này nè. Và một đám mì luôn nha mọi người. Đó. Mì quá trời luôn. Bữa nay mình vô vườn nhà mình sẽ nhổ mì. Đó mình sẽ làm nấu chè khoai mì nha mọi người. Đó nấu chè khoai mì cùng mời mọi người cùng ăn với mình nha. Đó. Vườn nhà mình có khoai lang luôn nha mọi người. Khoai lang luồn luồn nè. Đó tiến hành mình sẽ nhỏ nha. Trời này giờ nhỏ không nổi luôn, cụ nhiều quá. Nè, các bạn thấy không? Bạn thấy cái núm núm đất lên không nè? Nó núm núm đất lên như này là cụ nó nhiều lắm. Đây các bạn. Đây. Đó mì quá trời nè, có xả cây nữa mọi người. Thôi bắt tiến hành mình sẽ nhỏ nha mọi người. Thì nhỏ nha bạn. Là mình tưới nước cho nó thấm rồi nè. Các bạn ơi, nó rất là cụ nhiều quá, nhức lưng quá mọi người. Từ từ để mình chặt cái này bớt nha. Cái này xuống cho nó để nhỏ hơn nha mọi người. Đó. Thực sự là không nổi luôn mọi người. Mọi người chưa? Mọi người thấy cũ chưa? Đó, nè, thấy chưa? Đứng mất trời luôn. Có đường. Có đường xin nhỏ. Đây mọi người. Cũ gì không được ở mọi người. Đứt cũ nào á? Không có đứt nha mọi người. Nó như vậy nè. Rồi bắt đầu mình sẽ qua nhổ cái đám kia nữa nha. Chặt luôn. Đây mình có nuôi trong kê rồi mọi người. Đây, đây là Diễm My nha. Giờ. Nè nè. Rồi bắt đầu mình sẽ nhổ mì nha. Bỏ qua đi. Đây mọi người, cũ nè. Đó. Được không? Bên tay nó mọi người. Đây mọi người. Đó. Mình tiến hành mình chặt ra nha.
đáng là nhiều. Này rất cứng luôn các bạn ơi. Nó như đây vậy. Rồi đủ rồi. Rồi mình sẽ hút vô đổ mọi người ha. Đây. Đây mọi người, đó một lỗ luôn mọi người. Đây mọi người, đó bắt đầu mình sẽ vô mình nấu chè nha. Chào mọi người nha, vô mình sẽ nấu chè khoai lang, khoai mì chứ. Mình đã hái, mình đã nhổ mì khoai mì vô rồi các bạn. Chút xíu mình sẽ chẻ vỏ ra mình rửa nha. Đó, củ nó cũng cờ cờ này nó cũng ok nha mọi người. Nó nấu chè rất là ngon luôn nha. Nó cụ này cũng vừa ăn rồi nha. Nó tại nó chưa lớn mấy nha mọi người. Đó. Đây. Đây. Đó mọi người thấy trắng tươi không mọi người? Đó cụ này cũng có bột rồi đó nha mọi người. Và bắt tiến hành mình sẽ gọt ra nha. Thì mình sẽ kết thúc clip tại đây nha mọi người. Các bạn thấy clip nhổ khoai mì thú vui gì đó, các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ kênh và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi clip sau mình sẽ quay clip sau là mình sẽ nấu chè khoai mì nha mọi người.